Phát triển xanh là mục đích mà nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam đang hướng tới và cũng là chủ đề nóng tại COP21 lần này. Với mục tiêu trở thành thành phố môi trường, Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đến việc trồng nhiều cây xanh ở đô thị và rừng phòng hộ ven biển để ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ năm 2004 đến nay, nhiều cây xanh được trồng mới trên các tuyến phố, tạo nên diện mạo mới cho Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống cây xanh ở thành phố này còn nhiều bất cập, diện tích phủ xanh còn thấp, công tác quy hoạch và quản lý còn nhiều hạn chế. Phải có một cái tổ chức quy hoạch, tổ chức. Trước đây chúng ta chưa có cái tổ chức nghiêm túc, tôi thấy nó nghiêm túc. Và trước đây thì cả sở môi trường, rồi sở giao thông, rồi bây giờ sở xây dựng. Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 350.000 cây xanh bóng mát, gần 570.000 m2 thảm cỏ, thảm hoa. Đa số là các cây mới trồng. Tuy nhiên, cũng trong 5 năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai làm đổ gãy 22.000 cây xanh bóng mát, cây chắn sóng ven biển. Để tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng, Đà Nẵng đang chú trọng chọn lựa những giống cây tốt, độ dễ sâu. Tiêu chí số 1 hay là ưu tiên hàng đầu để chúng ta lựa chọn cái cây phù hợp cho Đà Nẵng chắc chắn phải là cái yếu tố chống chịu được gió bão. Và sau đấy thì chúng ta mới xét các yếu tố tiêu chí khác, ví dụ là đảm bảo mỹ quan đô thị, rồi các cái vấn đề khác về kinh tế, rồi văn hóa, vân vân. Thành phố Đà Nẵng đang phấn đấu đạt các chỉ tiêu về cây xanh đô thị theo tiêu chí môi trường, hoàn thành mục tiêu diện tích cây xanh bình quân đầu người đạt từ 7 đến 8 mét vuông trong năm nay. Để làm được điều này, chính quyền thành phố đã thực hiện một đề án lớn về cây xanh đô thị, trong đó có sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và cộng đồng. Chúng tôi nhìn nhận rằng cái vấn đề xã hội hóa cây xanh là tất cả các doanh nghiệp người ta sẽ quan tâm. Vấn đề là làm sao để chúng ta là cho các doanh nghiệp thấy rằng là cái lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp mà giữa nhà nước và cái người dân được hưởng thụ bằng cách là chúng ta có thể là kêu gọi doanh nghiệp tài trợ trong bảo vệ và chăm sóc cây xanh. Công tác quản lý cây xanh có đặc điểm là quản lý với số lượng lớn, có tính đặc thù về mặt không gian địa lý và biến đổi theo thời gian. Hiện Đà Nẵng đã ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để quản lý cây xanh, sẽ cho phép thể hiện tất cả hình ảnh của cây xanh ngay trên màn hình, cung cấp các thông tin liên quan, qua đó dễ dàng quản lý, quy hoạch, góp phần xây dựng nơi đây trở thành một đô thị kiểu mẫu với một môi trường thực sự trong lành và đáng sống.